Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Quỳnh Anh. Mở đầu phần tin Việt Nam, Bộ Chính trị đề nghị khai trừ đảng ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái, xem xét kỷ luật ông Lê Thanh Hải. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đề nghị khai trừ đảng đối với cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bí thư tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, đồng thời xem xét biện pháp kỷ luật với cựu Bí thư thành phố Sài Gòn Lê Thanh Hải. Truyền thông nhà nước hôm 14 tháng 5 cho biết, Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong cùng ngày đã xem xét và thi hành kỷ luật một loạt các tổ chức đảng và đảng viên cấp cao. Cựu Bí thư Lê Thanh Hải cùng hai cựu chủ tịch thành phố Sài Gòn là Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thanh Phong trước đó đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị kỷ luật vì những sai phạm liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và AIC. Đây là hai tập đoàn lớn đang dính líu đến một loạt các vụ án đã bị khởi tố với các cáo buộc lừa đảo, vi phạm quy định đấu thầu và đưa hối lộ. Theo kết luận mới của Bộ Chính trị, ông Lê Thanh Hải, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều mà đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế, làm việc. Bộ Chính trị cũng đưa ra kết luận về các vi phạm của cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà. Theo đó, các ông này bị xác định là đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều mà đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, nhà nước. Các ông Mai Tiến Dũng, Dương Văn Thái và Phạm Thái Hà đều đã bị bắt tạm giam. Ông Phạm Thái Hà đã bị Ban Bí thư quyết định khai trừ đảng hôm 14 tháng 5. Bộ Chính trị cũng đồng thời quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Sài Gòn nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, từ 2020-2025 và các ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong. Việt Nam cho thanh tra thị trường vàng trong tuần này. Vào ngày 14 tháng 5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chỉ đạo là trong tuần này, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tham gia đoàn liên ngành công bố quyết định thanh tra thị trường vàng. Và theo VN Express, trong cuộc họp với ông Khái thì đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết là đã đề xuất lập đoàn thanh tra liên ngành với thành phần tham gia của Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và hiện các đơn vị chức năng đang khảo sát thực tế để bảo đảm thanh tra hiệu quả. Báo điện tử này dẫn lời ông Khái cho biết rằng qua thanh tra và kiểm tra, nếu phát hiện ra vi phạm thì phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan công an xử phạt. Trước đó thì lãnh đạo chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo ngành ngân hàng là phải thanh tra kiểm tra ngay thị trường vàng trong bối cảnh giá vàng tăng lên. Được biết giá vàng ở tại Việt Nam trong ngày 10 tháng 5 đã lên đến mức cao chưa từng thấy, khiến cho người dân đổ xô đi mua vàng. Và chính phủ đã phải ra lệnh siết chặt quản lý thị trường vàng. Theo đó thì giá vàng đã chạm đến mức 92 triệu đồng cho một lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước cho đến nay. Có từ thời điểm giá vàng lên tới 92.4 triệu đồng cho một lượng, tức là tăng gần 3 triệu đồng chỉ trong một ngày. Trong cuộc họp trong ngày thì Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành và địa phương giải quyết ngay các bất cập của thị trường vàng hiện nay. Ông cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước thu thập thêm thông tin, số liệu cũng như để đánh giá đầy đủ về cung cầu, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp để có giải pháp phù hợp và hiệu quả. Sang qua tin tiếp theo thưa quý vị, tỉnh Nghệ An muốn có thêm một phó chủ tịch tỉnh. Chiều ngày 14 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.
Một trong những chính sách mới được đề xuất là Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có 5 phó chủ tịch, tăng một số chủ tịch so với tỉnh loại thứ nhất. Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải thích, Nghệ An có diện tích lớn nhất cả nước, gần 16.500 km2, dân số đứng hàng thứ tư với hơn 3.400.000 người. Tỉnh có đường biên giới dài 419 km trên bộ và 82 km đường bờ biển. Toàn tỉnh có 21 huyện, thành phố, thị xã, trong đó 11 huyện thị miền núi, núi cao với hơn 510.000 người dân tộc thiểu số và nhiều tôn giáo đan xen. Tỉnh có địa hình đa dạng, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, lũ quét, hạn hán thường xuyên, gây ra nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất và nhất là ở vùng núi. Ông Dũng nói rằng, với đặc thù trên, 83% diện tích là miền núi, cần bổ sung một phó chủ tịch để phụ trách nhằm đáp ứng với yêu cầu công việc, phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An. Đồng tình với đề xuất, trưởng ban công an đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, với quy mô dân số và khối lượng công việc lớn, tỉnh Nghệ An đề xuất bổ sung một phó chủ tịch là hợp lý, đáp ứng nhu cầu công việc, nhất là đòi hỏi phát triển kinh tế xã hội phía Tây của tỉnh. Hiện tỉnh Nghệ An có 4 phó chủ tịch, một người phụ trách quy hoạch, công nghiệp, xây dựng, giao thông và nội chính, một người phụ trách đầu tư, kinh tế tổng hợp, doanh nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp, một người phụ trách giáo dục, đào tạo, văn hóa thể thao, y tế, du lịch, thông tin, truyền thông, đối ngoại, công nghệ và miền Tây Nghệ An. Người còn lại phụ trách nông nghiệp, tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bồi thường giải phóng mặt bằng. Giá nhà ở tại Sài Gòn có thể tiếp tục tăng cao. Ông Lê Hoàng Châu là Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản của Sài Gòn. Quan ngại về thị trường bất động sản Sài Gòn năm nay có thể tiếp tục mất cân đối cung cầu nhà ở. Nguồn cung của nhà ở thiếu hụt dẫn tới giá nhà có thể bị đẩy lên cao hoặc là neo giá cao, trong bối cảnh nhà ở bình dân, nhà ở xã hội ngày càng khan hiếm. Và số liệu tổng hợp của cơ quan này cho thấy 71% nguồn cung cấp thị trường nhà ở của Sài Gòn thuộc phần cao cấp, còn lại là nhà ở trung cấp. Tại cuối năm 2023, cũng do vướng mắc pháp lý chiếm đến 70% khó khăn, nên Sài Gòn có 148 dự án bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội chưa thể hoàn thành thủ tục đầu tư, xây dựng kinh doanh hoặc là bị dừng triển khai. Từ đó, hơn 58.000 khách hàng mua nhà tại các dự án chưa được cấp sổ hồng. Và không chỉ ông Châu, nhiều báo cáo và chuyên gia cũng đã từng đưa ra số liệu giá nhà tăng liên tục trong nhiều năm qua. Và Hội Môi giới Bất động sản của Việt Nam, VAS, từng chỉ ra là trong 10 năm 2013-2023 thì giá địa ốc đã tăng hàng chục lần. Một số chuyên gia thì còn cho rằng khi luật đất đai nhà ở kinh doanh bất động sản có hiệu lực thì giá nhà cũng sẽ tăng. Có nhiều nguyên nhân, trong đó một lượng lớn đất chưa cấp sổ sẽ được hợp pháp hóa sau năm 2025 sẽ khiến cho thị trường với quỹ đất giá rẻ gia tăng nguồn cung cấp và tác động lên mặt bằng giá đất. Tiếp tục phần tin Việt Nam, thưa quý vị, nhiều người bị lừa mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát chưa trình báo. Tại thông báo tối ngày 14 tháng 5, Bộ Công an Việt Nam cho biết, 8 tháng trước, trong quá trình điều tra ở giai đoạn hai vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan điều tra từng thông báo tìm các nạn nhân, đồng thời ủy thác cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an các tỉnh thành theo địa chỉ của các trái chủ trên hợp đồng mua bán chuyển nhượng trái phiếu để tiếp nhận thông tin, lấy lời khai của người bị hại. Đến nay, công an các địa phương đã xác định được phần lớn thông tin cá nhân, ý kiến của người bị hại. Tuy nhiên, còn nhiều nạn nhân không chịu hợp tác hoặc chuyển nơi cư trú, không đến trình báo, nên cơ quan điều tra lần thứ hai thông báo tìm. Các trái chủ được đề nghị sớm đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an các địa phương để cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng mua bán, trái phiếu. Nếu bị hại không đến, làm việc hoặc phối hợp cung cấp thông tin trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, thì cơ quan điều tra sẽ không có căn cứ giải quyết quyền lợi. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến 2020, các bị can tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát,
Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Đầu tư Quang Thuận, Công ty Dịch vụ Thương mại Sài Gòn, Công ty Đầu tư và Phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định để tạo lập 25 gói trái phiếu có tổng giá trị 30.081 tỷ đồng đã bán cho người mua, tức là trái chủ, để huy động tiền và chiếm đoạt. Giá vé máy bay nội địa của Thái Lan đã rẻ hơn so với Việt Nam. Cùng thời gian bay, ngày bay, giá vé khứ hồi bay trong nội địa tại Thái Lan đã rẻ hơn ở tại Việt Nam từ 1.6 cho đến 2 lần. Theo khảo sát trên ứng dụng so sánh giá vé máy bay như là Skyscanner và các ứng dụng bán vé như là Agoda, eDreams, Trip.com, MyTrip hay chính hãng máy bay, thì giá vé máy bay nội địa tại Thái Lan đã rẻ hơn máy bay tại Việt Nam khoảng từ 1.6 cho đến 2 lần. Và mức giá này khảo sát trên chặng khứ hồi có thời gian bay tương tự, cùng ngày bay, hàng ghế, hãng bay giá rẻ và đường bay từ thủ đô đến thành phố biển hoặc là điểm đến là du lịch nổi tiếng. Ông Trần Huy Công là trưởng phòng phát triển bán Viettravel Airlines cho biết rằng giá vé nội địa của Thái Lan là rất rẻ. Ông cho biết có nhiều lý do, mà một trong số đó là ngành hàng không của Thái Lan đã hỗ trợ cho các hãng máy bay hoạt động. Và các hãng máy bay hàng không tại Thái Lan thì có tiềm lực mạnh và chính phủ đã tập trung để phát triển du lịch và mở cửa đón khách sớm sau dịch, nên các hãng máy bay đã phục hồi nhanh hơn so với các đối thủ trong khu vực. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Diệu và Quỳnh Anh sẽ được kính hẹn lại vào bản tin kỳ tới cũng trên Hồng Việt TV. Chúng tôi xin thân ái kính chào, tạm biệt quý vị.